Chương trình văn hóa nhân bản làng Việt hôm nay chúng tôi được gặp ông Phan Kỳ Nhơn, là một thành viên ở trong cái ủy ban tôn tạo tượng Đức Thánh Trần. Thì trước bức ảnh mà phác họa tượng Đức Thánh Trần bằng thạch cao do điêu khắc gia Phạm Thông tạc, thì với cái phác thảo này thì ông Phan Kỳ Nhiên có thể cho biết là cái tiến trình cho đến giờ này thì cái tiến trình đó ra làm sao? Thưa toàn thể đồng hương tị nạn cộng sản ở hải ngoại và đồng hương ở trong nước. Thì trước tiên là để trả lời vấn đề này thì hôm nay là ngày 25 tây tháng 12 là ngày lễ Giáng sinh. Thì chúng tôi thay mặt hội đồng quản trị đền thờ Đức Thánh Trần kính chúc toàn thể đồng hương ở trong nước và đồng hương tị nạn cộng sản ở hải ngoại trên khắp thế giới thì một mùa Giáng sinh tràn đầy ơn phước của Thượng Đế. Thì thấm thoát mà chúng ta đã qua 41 năm xa xứ bỏ quê hương, sống ở đất người. Đây là một việc mà trong cái ngày đoàn tụ, trong mùa lễ Giáng sinh thì tất cả mọi người đều họp mặt nhau trong gia đình, nhưng mà cái niềm đau xót của chúng ta vẫn còn tồn tại, đó là chúng ta vẫn xa lìa quê hương. Và chúng tôi mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ đoàn tụ với toàn dân ở trong nước. Đó là điều mong ước của những người xa xứ như chúng tôi. Thưa đồng hương, trở lại vấn đề tượng Đức Thánh Trần, chúng tôi cũng nói thêm tại sao chúng tôi dựng tượng của Ngài ở trên thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản này. Đã qua một năm rồi, chúng tôi đã dựng tượng của Ngài với ý nghĩa là chúng tôi đưa hình ảnh của Ngài, đưa cái tinh thần giữ nước của Ngài trong ba lần đại thắng Muôn Nguyên để nhắc nhở toàn dân ở trong nước cũng như ở hải ngoại phải có trách nhiệm với dân tộc và đất nước. Trách nhiệm đó là gì? Trách nhiệm không có chấp nhận cái chế độ cộng sản mà thụ động để dần dần đất nước chúng ta rơi vào tay Tàu Cộng. Đó là việc mà chúng tôi dựng tượng, cái ý nghĩa sâu sắc đó. Và đối với hải ngoại, chúng tôi dựng tượng Ngài để cho nhắc nhở mọi người tị nạn cộng sản của chúng ta dù ở đất nước nào trên thế giới cũng đừng quên dân tộc và tổ quốc. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi dựng tượng. Trở lại vì hoàn cảnh, phải nói là vì hoàn cảnh và điều kiện khi dựng tượng sơ khởi một năm qua tượng Ngài hơi nhỏ là vì sao? Vì sự thật nếu mà ngay khởi đầu mà chúng ta đưa tượng Ngài lớn lên thì chắc chắn là điều kiện kỹ thuật thành phố không cho phép. Do đó khi dựng tượng Ngài lên rồi, sau một năm rồi, thấy những diễn biến nó rất an toàn, chúng ta đổi tượng Ngài lớn hơn. Thì đó là do đó mới có cái tiến trình nhờ điêu khắc gia Phạm Thông, là một điêu khắc gia đã từng là dựng cái tượng của Ngài ở Bến Bạch Đằng cách đây 50 năm về trước. Thì về tiến trình của tượng lớn này, thì trước tiên chúng tôi xin nói cái nét tổng quát, đây là hình ảnh tổng quát. Còn cái những nét sắc sảo thì sau khi đồng hương gần một tháng đồng hương đóng góp ý kiến thì chúng tôi đã chuyển cho điêu khắc gia Phạm Thông để nghiên cứu lại những cái ý kiến mà đồng hương đưa vô. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn lệ thuộc vào cái kỹ thuật, cái khả năng, cái chức năng của một điêu khắc gia để mà hoàn chỉnh trong từ đây tới cuối tháng cái tượng bằng mô hình bằng đất.
Vâng, dạ thưa ông có thể cho biết là những cái ý kiến của đồng hương nó bao gồm những cái chuyện mà có thể là đóng góp ý kiến trong cái việc mà sửa lại cái mẫu tượng phác thảo này gồm những điểm chính như thế nào? Có những cái ý kiến chính. Cái thứ nhất là nói về gương mặt. Cái gương mặt hiện tại thì cũng thể hiện được cái nét cương quyết của Ngài. Nhưng mà còn phải làm thế nào thể hiện được cái tinh thần nhân bản, cái nét đạo đức của một vị lãnh đạo. Đó là cái gương mặt. Và từ chân mày đến đôi môi cũng phải nghiên cứu làm thế nào cho thể hiện được cái nét kiêu hùng của một vị tướng cơ thời cách đây 300 năm về trước. Cái thứ hai là về cái tay của Ngài. Thầy cũng có ý kiến đề nghị cái tay Ngài so với cái mô hình pháp họa này thì cái tay hơi lớn hơn cái tay trái, tay mặt của Ngài hơi lớn. Và cái thứ ba là cái tay Ngài chỉ và gương mặt nó không cùng một hướng, nó không cùng, mặt Ngài hơi ngó lệch qua một bên trái mà tay Ngài lệch qua bên phải. Và cái kế tiếp là về cái chuôi kiếm của Ngài, cái bao kiếm phải nằm đúng bên hông của Ngài. Và đôi giày cũng vậy, cái mũi dài và đôi giày, cái thân cũng phải làm thế nào cho sắc sảo thể hiện được một cái đôi giày trong thời đó. Đó là những cái ý kiến mà đồng hương đóng góp. Và một cái ý kiến sau cùng chúng tôi nhận định là nhận xét là của đồng hương gửi đến là so với chiều cao 10 feet và thân hình thì thấy có vẻ ốm. Đó là những ý kiến mà chúng tôi gửi đến cho điêu khắc gia Phạm Thông để nghiên cứu lại hoàn chỉnh từ đây tới cuối tháng 12 này. Tức là quý vị đã gửi cho ông Phạm Thông qua đường dạ chúng tôi đã những cái ý kiến của đồng hương đóng góp chúng tôi điều chuyển cho Phạm Thông hết. Điêu khắc gia Phạm Thông hết. Có một cái điểm mà thưa ông, hôm trước thì chúng tôi cũng được biết rằng sẽ có một cái vị muốn là đưa một cúng một lượng vàng để mà đưa vào tim của Đức Thánh Trần thì nhân dịp này ông Phan Kỳ Nhân đã thầy cái này thưa với đồng hương ngày hôm qua thì anh Phan Tấn Ngô cũng đã đến đài Lý Tu Sài Gòn đã nhận cái lượng vàng này của bà Hồng đóng góp. Thưa đồng hương, tại sao chúng tôi nhận lượng vàng này là vì theo cái truyền thống của dân tộc và theo cái sự chuyên nghiệp của các điêu khắc gia từ trước tới giờ, nếu mà tạc một cái vị tướng nào của dân tộc của chúng ta đều để một cái loại kim khí quý giá nhất vào cái quả tim, ngay cái trước ngực quả tim. Và cái đây nè, điển hình là cái lượng vàng. Lượng vàng này sẽ hòa với cái phần đồng mà ngay quả tim của Ngài để đúc lên thành cái tượng bằng đồng. Thưa dạ, thưa cái lượng vàng này là do vị nào cúng? Cái lượng vàng này là do bà Nguyễn Thị Hồng Minh ở Huntington Beach cúng lượng vàng này. Và chúng tôi nghĩ rằng cũng được biết cũng còn vài vị để cống hiến lượng vàng để đưa vào. Và chúng tôi sẽ thông báo sau khi chúng tôi nhận được lượng vàng này. Và trước khi mà đưa vào tượng đồng, đúc tượng đồng, chúng tôi sẽ gửi những cái phần vàng này qua bên cho cái anh điêu khắc gia Phạm Thông để mà anh trộn đưa cho xưởng đồng đúc trộn vô ngay chỗ phần mà quả tim của Ngài. Vâng, dạ thưa, ở bên tôi thì ít khi mà dính, nghĩa là được cầm đến một lượng vàng. Mà tôi thấy cái lượng vàng ở Việt Nam thì nó lớn mà ở đây cái lượng vàng thì nó nhỏ thì bây giờ đây cái lối mà càng ngày càng thấy là nó đạt tới vấn đề kỹ thuật nó tinh vi. Thành ra người ta làm cái lượng vàng theo cái hình dáng này và để gấp lại để khi mang đi cho nó dễ dàng. Còn hồi đó mình cái lượng vàng trọng lượng nó vẫn là một lượng và nó vẫn đúng như vậy. Dạ thưa, về vấn đề tài chính thì cho đến bây giờ đó là như chúng tôi được biết là quý vị muốn quyên góp được một
100.000 Mỹ Kim để mà tôn tạo lại tượng Đức Thánh Trần, thì cho đến giờ này quý vị đã quyên cúng được bao nhiêu? Thưa nhận, thưa toàn thể đồng hương, ngay cả trong cái bản loan tin, vì cái phần mà vận động tài chánh là cái phần trách nhiệm này là Đài Lý Tô Sài Gòn cũng như Đài Hồng Việt TV phần đảm trách. Do đó sáng nay trong cái bản tin thì Đài Lý Tô Sài Gòn cũng đã thông báo là được 49.000, nhưng cái số mà ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng tôi đã nhận của đồng hương chưa cộng vô, thì như vậy là cộng vô số này thì khoảng 43.000, 53.000 trong giai đoạn hiện tại. Dạ thưa, theo cái ước tính của ủy ban ấy, thì có thể là quyên được 100.000 trong một cái giai đoạn như thế nào, thì quý vị có ước tính hay không? Thưa anh Dẫn, thời chúng tôi với Đài Lý Tô Sài Gòn và Đài Hồng Việt TV với ban giám đốc đó cũng đã ước tính là, chúng tôi ước tính là 100.000. Và với cái tinh thần này, với cái tinh thần hăng say và tinh thần tích cực của người Việt tị nạn cộng sản chúng ta ở hải ngoại, thành ra tôi nghĩ là số tiền 100.000 thì trong một cùng lắm là trong tháng 1 thì chúng ta sẽ đạt tới số đó. Riêng cái phần tượng không là 67.000, rồi chúng ta phải sửa sang móng cái móng lại và chỉnh trang lại, do đó chúng tôi dự trù là chi phí khoảng 100.000. Dạ. Còn ở bức tượng thạch đá trắng của ngài thì đã có nơi nào thỉnh về chưa? Đã có nhiều hai nơi đã lên tiếng là thỉnh tượng ngài, nhưng chúng tôi cũng phải xét lại. Vì sao? Cái điều kiện thứ nhất là chắc chắn là chúng tôi không giao tượng ngài cho những thành phần mà đón gió trở cờ, những thành phần mà làm tay sai cho cộng sản ở hải ngoại. Và điều kiện thứ hai là những người này phải có tinh thần tôn kính ngài và đặt một nơi nào có đủ điều kiện để mà mình giữ cái lễ nghi tôn kính đối với ngài. Trường hợp không có người nhận lãnh về, không đủ điều kiện đó, thì chúng tôi sẽ đưa tượng ngài vào bàn thờ của ngài khi mà chúng ta thay cái tượng mới. Dạ. Vâng, chúng tôi xin thành thực cảm ơn ông Phan Kỳ Nhân và cũng như là ủy ban tôn tạo tượng Đức Thánh Trần, và chúc quý vị thành công trong tất cả những cái công tác sắp tới. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Dẫn và kính chào toàn thể đồng hương. Dạ. Thank you.